Anh Trang ơi. Có gì nghe? Em mới chia tay với bạn gái. Thì em không biết đi đâu hết. Anh nói thiệt với em nhé. Nếu anh là bạn gái của em ấy, thì anh đã chia tay em từ lâu rồi. Bởi vì cái một người đàn ông đã nghèo rồi, đã không có ý chí, không có lòng quyết tâm, không có một khát vọng thì chia tay là đúng thôi. Nhưng cái người đàn ông có thể ngày hôm nay không có bất kỳ một cái gì, nhưng phải có một cái ý chí, có một cái lòng quyết tâm, có một cái khát vọng, thì đến một ngày nào đó em cũng sẽ thành công mà thôi. Bởi vì á, ngày xưa anh cũng giống như em đó.